Xin chào tất cả các anh em nha. Phi đây anh em hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận tốc cần một tốc cần FF giá hiện tại dự kiến sẽ là 15 đô cho một tốc cần từ dán Super Sonic. Các bạn đã tham gia dán, cảm ơn link phần link mô tả, bấm nút start chat chatbot nha tất cả các bạn. Sau khi bấm start rồi các bạn join vào hai ba kênh như ta. Rồi join vào kênh group của nó nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Cái Telegram mình quá đầy, bên nó lót chậm quá các bạn. Rồi các bạn, sau khi các bạn join xong, các bạn nhấp vào đây lướt cấp trang nha tất cả các bạn. Chờ nó đẩy về một cái trang Google. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè. Wow, mình ghét nhất cấp trang này quá các bạn. Vui lòng chọn một hình ảnh có chiếc thuyền. Đây nè, chính xác nè, quá nhỏ các bạn không thấy đường. Đây nè, rồi không trúng mới lạ, thành công rồi các bạn ơi. Rồi bạn bấm nút kế tiếp các bạn, hộp lắc rồi, để mình cắt bỏ các bạn ơi. Rồi các bạn bấm submit các bạn, sau khi nước chơi xong các bạn bấm submit xong các bạn bắt đáp lại các bạn. Mình ghét cái captcha này mà. Rồi các bạn bấm nút chat nha các bạn. Làm máy gớp thì rất là dễ, các bạn chỉ cần làm theo bot nha các bạn. Yêu cầu không? Rồi chờ nó lót một chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi sau khi lấy captcha xong các bạn bấm vào vô này gớp nha các bạn. Vô này lên nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join tiếp kênh channel nữa nè, các bạn kiểm tra lại rồi, các bạn join rồi, các bạn bắt đầu lên các bạn điền địa chỉ username, điền địa chỉ username Telegram mình các bạn, công anh 1133, các bạn vào setting Telegram cho cá nhân của mình bạn lấy nha các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh một kênh channel nữa nè. Rồi các bạn join vào các bạn, rồi các bạn bắt đầu lên các bạn. Rồi các bạn ghi tiếp cái username Telegram của mình nữa nè các bạn. 133 đâu rồi ta, rồi bạn gỡ nó nè. Bạn follow Instagram rồi là account cho nó rồi. Rồi để lót chút nha các bạn, mình làm máy gớp mình không giỏi nha các bạn. Rồi Instagram các bạn theo bấm nút theo dõi nha các bạn, chờ nó lót theo dõi nha các bạn. Trang web này không có sẵn liên kết của bạn theo dõi bị hỏng hoặc có thể bị xóa, quay lại Instagram để mình quay lại mình làm lại các bạn. Rồi các bạn bấm nút theo dõi rồi các bạn bấm nhấp vào trang cá nhân của mình nha tất cả các bạn. Rồi các bạn điền username mình là nằm đây nè các bạn, @ngoc0329931577. Các bạn copy cái dòng này đi rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn thêm icon đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ nãy vào. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi theo quay thì các bạn follow account đời quyết sẽ bình bot gỡ là submit you bờ du file link, submit you link, submit theo quay link. Rồi các bạn bấm gỡ phanh các bạn. Rồi các bạn theo quay thì các bạn vẫn theo dõi bình thường nữa các bạn. Rồi các bạn muốn xuống đây like cho nó đăng bài nha các bạn tự quyết nó đăng bài nha các bạn. Để mình chọn lót thông tin nhắn. Tại ơi lót này không có gì hết trơn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. You theo world link. Rồi các bạn mở theo world của mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè, nhấp vào hồ sơ nè. Rồi nhấp ba chữ gạch nè. Rồi bấm vào bạn chia sẻ nè. Rồi bấm sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn.
rồi các bạn hôm nay nữa. Rồi các bạn gỡ lên bờ đầu file của mình nghe không. Read how and read Bimbot submit you the Berlin. Rồi các bạn gửi link the world của mình các bạn. Gửi đường link the world của mình. Rồi you channel submit you YouTube nó nghe các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút đăng ký nè. Rồi các bạn trở về kênh YouTube của mình nghe các bạn. Rồi YouTube của mình các bạn nhấp vào trang cá nhân này các bạn. Các bạn nhấp vào kênh của tôi nè. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép đường link URL nữa nè. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn chơi ra. Bắt đường link profile của mình vào đây nè. Giờ các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tại khi kêu join hai kênh challenge. Rồi join rồi các bạn. Join kênh này nữa. Rồi các bạn join tiếp nha các bạn. Rồi bạn nấp bắt đáp lại. Các bạn ghi địa chỉ username Telegram mình tiếp nha. Cộng anh. Anh. Rồi các bạn gửi cái username Telegram mình bạn mở với join link rồi các bạn mở với lấy địa chỉ với tỷ ít nữa các bạn. Quá chán cái máy nó chậm rì. Rồi các bạn bấm vào reset nè, các bạn copy nè cái bot nha các bạn chút. Rồi các bạn chạy về bot Telegram các bạn để địa chỉ vào các bạn. Dán không ăn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi bấm balance nha các bạn. À các bạn chờ lót dự án chút. Rồi mình đã nhận được một cần. Các bạn nhấp vào get link. Rồi các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tiếp cần. Các bạn bấm withdraw để coi ngày mấy nha các bạn. Rồi để mình dịch ra các bạn. Rồi nè các bạn, nó nói withdraw để rút tiền các bạn phải chờ đợi vào kênh channel Telegram của nó. Các bạn phải video mình kết thúc. Đừng quên like. Và mình cũng chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.